kiểu cảm giác khó đánh lắm anh em. Sự chuẩn bị của họ trong một tuần thi đấu vừa qua. Tụi anh khó đánh. Ui rồi ơi. Và Lee Sin đã xuyên trong tay của Oner. Ô cái đội hình này siêu khó đánh luôn. Đầu tiên ở tại kỳ chung kết lần này, Faker và Oner đánh Lee Sin Ari. 1-0 về Weibo đúng không? Nhìn cái match này là 1-0 về Weibo đúng không? Chứng tỏ là cả hai đội đều đã giấu bài rất kỳ để đến với trận đấu cuối cùng của chung kết thế giới rồi. Anh nhìn với đội hình T1 khó đánh quá. Cặp đôi Lee Sin Ari. Ngon không? T1 cũng đang hướng đến nửa cánh trên. Hai bên đều sẽ cố gắng hướng đến nửa cánh trên. Nhưng T1 sẽ có một phần lợi hơn tí xíu. Đường dưới của họ vẫn đang có một carry khá tốt là một Kalista. Nếu như trong khoảng thời gian đầu tiên T1 có được lợi thế, họ sẽ cánh trên T1 giữ trên mức độ cơ động vô cùng to đến từ một Ari, Lee Sin và đôi khi mà đánh mid game đúng không? Đội này đánh mid game đúng không? Đội hình của T1 đánh mid game đúng không? Đấu đầu tiên thôi thì cả hai đã cho chúng ta thấy sự chuẩn bị của mình. Anh chỉ sợ là mid game không win được là lay là thua. Còn bài mới đến như thế nào? Sớm lẽ top 3 sẽ dính đối với tôi không gì lạ cả. Quan trọng là Zeus sẽ đầu kèo thi đấu như thế nào. Chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên, ván thi đấu khởi màn cho trận đấu chung kết của chung kết thế giới 2023. Món chính đây rồi. Vừa rồi là món khai vị với một bữa tiệc tay con phim điện ảnh cùng với âm nhạc của Red Game. Tay con đang la ác anh em, cùng chờ xem sẽ là món chính ngày thi đấu hôm nay của T1 và Weibo mình sẽ có chúng ta một ván. Nhưng mà ngày hôm nay xét về ngọc tái tổ hợp thì ở khu vực đường giữa ngày hôm nay có một đứa mà mình thấy là mình thấy được hai cái áo MC anh em. Thì bộ đôi đường dưới của T1 hai áo Genji và Reta Class họ là hai con người dũng cảm nhất cái nhà thi đấu đặc biểu này. Mình thấy hai cái áo Genji đi cực kỳ ngạo nghễ ở nhà thi đấu đặc biểu luôn. Mình khả năng thi đấu rất an toàn. Trong khi đó thì Wayway đang có một pha di chuyển vòng ra phía sau. Faker người không còn tốc biến. Faker sự nguy hiểm. Oner đang đánh không tốc biến. Chuyển sang dàn gỗ bị cancel bởi quân gió. Xiaohu sẵn sàng chuyển sang dàn pháo để tấn công bỏ ra và chuyển sang dàn pháo. Một hit bắn, hai hit bắn, chiến công đầu cho đường giữa của Weibo Gaming. Một pha đầu tư phép bổ trợ tốc biến hợp lý đến từ Wayway để tấn công khu vực đường giữa của T1 khi biết rằng Faker đã không còn phép bổ trợ tốc biến nữa và anh ta đã chấp nhận hy sinh tốc độ đi rừng của mình để hướng tới pha tấn công vừa rồi. Và Oner lập tức phá nó sau khi đánh được vào hàng soi sáng. Anh ta đang suy nghĩ, anh ta đang do dự. Quyết định của Oner là lui về bởi vì quá mạo hiểm, chuyển sang con rồng khi mà nửa cánh dưới đang đẩy là sự tuyệt vời. Nếu các bạn có nhớ về cặp trận với Liên Ninh thì đó là một ngày thi đấu mà T1 có được tổng cộng là 12 con rồng sau 3 ván đấu. Thì lợi thế đường dưới giúp cho T1 có được khả năng kiểm soát rồng rất tốt ở trong những ván đấu của mình. Và ngày hôm nay ván đấu đầu tiên này tiếp tục là ván đấu mà bên phía của T1 có được con rồng nguyên tố đầu tiên của ván đấu. Với khả năng đầy đủ khu đường dưới với cấp độ 6 dành cho Faker thì áp lực của anh ta với dây không tốc biến của Xiaohu là rất lớn. Một áp lực vô cùng lớn được tạo ra để giúp cho Yone trong tay của Zed chắc chắn sẽ là người chủ động di chuyển tốt hơn so với lại TheShy với con bài ai trong phía bên kia. Điều này đang khiến cho phía Weibo Gaming lưỡng lự, họ chưa thể nào di chuyển sang khu vực hàng second hit bởi vì họ biết di chuyển vào với lượng máu đang khá ít ở từ TheShy là sự mạo hiểm vô cùng cao. Họ vẫn đang đợi. Dưới quyết định của họ là chỉ dừng lại đây. Phát quyết định là mở, ta đang muốn tấn công người đối thủ bắt tay thành công sang chạm cú kéo về đó là hợp chất rồi lại bung ra và đang khiến cho Krip bất quá nhưng bóng Krip đã nuốt được một cú sút thành công và Oner của đội bạn hạ gục. Xiaohu vẫn đang tiếp tục tiếp cận cầu đi cầu về rất hay nhưng giày vò không đủ sát thương, chắc chắn là như vậy và lại một lần nữa T1 có được thành công ở khu vực giữa. Khả năng kiểm soát mục tiêu của T1 vẫn đang là quá tốt ở trong ván thi đấu này. Một dòng nguyên tố đầu tiên và sau đó họ đẩy cặp đôi xạ thủ cho mình lên cánh trên kiểm soát thành công con sứ giả. Một con sứ giả mà hai đường đơn của Weibo Gaming ở thế không đẩy được, họ không có đủ tầm nhìn nhưng Wayway có định canh đường trên của Zeus. Tóc biến còn, W còn. Chiêu cuối được bùng ra, chiêu cuối đã hấp về những cái động tác bị kéo về bởi W từ TheShy và những cú chém đến từ TheShy vẫn đang rất đau đớn. Rất W đã lấy giáp nhưng không đủ rồi. TheShy của bạn 2-1 cho Weibo Gaming. Keria bắt đầu di chuyển đơn thể kiểm soát lượng tầm nhìn. Wayway đang đứng đợi nhưng Wayway sẽ không dám nhảy xuống. T1 sẽ mở trước. Nhảy xuống tương đối khó. Đối thủ đang kiểm soát mở trước là được. Đặc biệt ở ngay khu vực bờ sông. Cánh đẩy, Lai và Chris đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Anh ta đang gây một sự khó chịu nhất định cho đội Gumayusi. Cầu sắm này là chưa chất lượng lắm nha. Đang phải farm lính ở khu vực gần trụ. Còn trong đó, Sứ Giả Kỳ Đức được thả của đội giữa để nhận mục đích là nâng cấp trang bị cho Faker. Faker sẽ cần một nguồn kinh tế rất lớn để anh ta có thể có được món trang bị đầu tiên. Đó có thể là cái trượng băng vĩnh cửu. 1K2 đang trong tài khoản của Faker và ta sẵn sàng với món trang bị của bản thân mình. Có rồi. Rồi với khả năng đẩy đến từ khu vực đường giữa bằng Sứ Giả Kỳ Đức thì T1 đã tiến ra con rồng nguyên tố thứ hai một cách tương đối đơn giản. Trong khi đó quyết định đưa ra đến từ Weibo Gaming là buông bỏ. Họ không có cách nào để giao tranh với đỉnh T1 tại thời điểm này cả. Mặc dù Oner đã mất đi tốc biến nhưng đây là một Lee Sin đã có chiều viết. Sức sát thương đến từ đỉnh về phía T1 tại thời điểm này sau cấp độ 6 đã là quá lớn rồi. Và Weibo Gaming tiếp tục bỏ những mục tiêu để hướng tới một thế trận an toàn. Những gì mà Weibo Gaming muốn dựa trên điều kiện tự nhiên. Cho nên đây vẫn đang là một trong những thành công nhẹ của T1. Còn Wayway tiếp tục nung nấu định hỗ trợ cho sai của mình trên và Zed bị bổ một cái tương đối đầu ra cái bổ ba. Oner và cả đồng đội của mình nghe tức tấn công. Chiêu cuối được bung đến từ Wayway dính một cú sút, anh ta sắp sửa phải nằm xuống. Chiêu cuối được bung ra. Oh my god! Wayway trên điểm của Sylas và Oner đang phải bỏ chạy. TheShy vẫn đang muốn kết thúc được mạng của Oner nhưng không thành công được. Senna từ Lai đã thành công trong việc sử dụng chiếc cuối hỗ trợ rồi của mình. Những nước mắt đến từ sau hay nội tại của Senna này một cách nhiều nữa. Còn chưa kể đến là số tiếp đây là Phạt đã ở khu vực đường trên rồi TheShy có thể sẽ bị mất mạng đang bị chặn được tấn công liên tục. Zed vẫn đang chờ đợi để bung ra TheShy mất quá nhưng mà đang bị dính thiêu đốt. Oner đang di chuyển tới tiếp tục. Oner tiếp tục mạng thứ hai chặt tiếp vào. Quá mạnh mà TheShy đã không có đủ tầm nhìn tại khu vực sông trên để đảm bảo rằng anh ta sẽ an toàn với những pha tấn công như vậy. Gumayusi vừa ăn một lượng sát thương tương đối lớn tại khu vực giữa nhưng T1 lại bắt lẻ thành công được TheShy khu vực trên mà không tốn quá nhiều tài nguyên quan trọng, họ chỉ tốn thiêu đốt tới từ Keria mà thôi và họ vẫn còn tài nguyên để giao dịch sứ giả. Oner đang quay đè bám ngược lại cú sút chăng ra tới đó. Oner đang bị dính của đường thứ 2 đấm chăng ra là người phải lui về quay tấn công các bạn sau khi cú cắt đã không còn nữa. Lai tấn công và ta né được không gió Krip nuốt về thành công và Weibo Gaming vẫn đang thi đấu vô cùng bay ở trong này thì đó này. Gumayusi một lượng vô cùng lớn và Xiaohu vẫn đang tiếp tục tỏa sáng được. Wayway phía bên này anh ta đang cố gắng bỏ chạy và tìm cách tự sát ra bây giờ. Wayway tự sát được đã đủ thời gian rồi, nghĩ tới việc tự sát được và trụ bắn chết Wayway. Oner đang muốn ở lại khu đường giữa thêm một nhịp nữa để cùng với con sứ giả tạo áp lực tại khu đường giữa và các thành viên bên phía Weibo Gaming. Trụ một đường giữa của Weibo đang ở trạng thái máu khá yếu và Keria bắt tay trượt rồi và anh ta quyết định sử dụng tốc biến kết hợp với lại hợp tốc liên lạc. Weibo xin chuyển cuối và giữ chân được Keria lại. Keria đang cần phải lùi ra với tốc độ tương đối nhanh hút gió thành công của Weibo trường qua bên tủ Krip rút được khá thành công của Weibo sử dụng định mệnh để gọi lùi ra và Faker đang mất tương đối nhiều đó. Đạp và chuyển đầu cho ta đạp quá chậm, anh ta di chuyển quá chậm, nó khiến cho Faker bắt buộc phải xài chi cuối để thoát khỏi tình huống tấn công đến từ TheShy. Đá bật chiến binh mình thấy em đánh nhanh đến từ Keria nhưng rất tiếc là tiếng bắt tay của anh ta nó trượt và họ biết rằng Wayway không có tốc biến nhưng họ đã không khai thác được phép bổ trợ tốc biến chưa hồi kịp tới từ Wayway cho cứu vừa rồi. Oner tốc biến xuất về thành công sau đang trong dạng múa để bị tấn công tốc biến để có thể bỏ chạy. Faker không gió vậy đẹp từ Faker và Xiaohu không nằm xuống ngược lại thì Faker không gió gì vậy. Các thành viên còn lại với con T1 đang cố gắng lùi ra một chút xíu bên này. Zed đang giữ cho khá những người chiến cứu khá tấn công đấy được hai thành viên trong thế khó. Lai đang lùi ra và Lai đã phải nằm xuống. Wayway bị dính sóng bay vào đá rồi. Wayway đường bóng đầy bóng đầu sai mất quá nhiều máu bổ một cái bóng hai cú sút lên được cả nằm xuống. Wayway đang gắng bỏ chạy của Gumayusi là người có hai cột trước đó và Wayway bất lực rồi đỡ được miếng tiếng giá phải trả của họ có thể là cả Wayway đã cắm mắt đã sống mầm đã kết thúc và Oner có được hai cột tiếp theo T1 54. Đúng là như vậy. Chưa kể đến nếu như bị mất 3 trụ ngoài thì Weibo Gaming rất khó để thị trường đội hình này của Messi có thể bị bắt lẻ. Krip đang chờ đợi một cú đá lưỡi, anh ta đá được thành công đang làm chậm lấy được thanh tẩy quyền lực thiên nhiên nên bung ra tóc biến được Weibo Gaming. Bóng này khá thành công được Senna di chuyển vào một cú lướt vào để có thể hỗ trợ đến Ari của Messi mất quá nhiều máu nhưng cú bổ ba được sai là không hề có. Oner tiếp tục người Lai đang phải nằm xuống. Weibo mất quá nhiều máu. Faker tiếp tục di chuyển vào cố gắng để bắn không thành công. Faker sẽ phải đi theo Krip tóc biến rồi bỏ chạy. Bổ hai được sai là cực kỳ đẹp. Của Messi cũng lùi ra rất chết được Xiaohu. Chém vô cùng Krip đá lưỡi nhưng đã luôn chém kim để chặt chết được con cá này. Oner đang chờ đợi cú sóng mầm và Krip đang bỏ chạy. Oner sóng mầm trúng bay vào và ta chờ cơ đội để tiếp điểm vào quét sạch cho T1. Và đó là một pha mà Weibo Gaming muốn tăng tốc ván thi đấu này bằng cách bắt lẻ Gumayusi khu đường giữa. Họ biết rằng Guma không có phép bổ trợ tốc biến nhưng hãy những cái cách mà T1 tập trung của mình với 5 thành viên trong nửa nốt nhạc, đặc biệt là Keria người đã tới kịp với một pha trên đường vô cùng đẹp vào giữa đường đối phương và T1 quét sạch đối phương có cho mình con Baron ở phút thứ 23. Đây đang thực sự là một màn trình diễn Lee Sin rất ấn tượng đến từ Oner rồi. Anh ta đánh quá bày thật sự không thể tin được Lee Sin không xuất sắc lắm đâu nha. Trình diễn quá kinh khủng như thế này nhiều nha. T1 đang tiếp tục tấn công đang lướt lên của Oner nhưng lại không có không trúng sao không được và đá đơn xa phải không có hỗ trợ để lùi về được. Ngay lập tức T1 sẽ có được cái trụ thứ hai của bên dưới. Cái hitbox nó hơi ảo đúng không anh Trung? Đúng vậy. Cái quả hôn gió vừa rồi của Faker nhìn nó rất ảo và nó không trúng TheShy trong pha vừa rồi. Họ biết rằng TheShy không có phép bổ trợ tốc biến trong pha vừa rồi, họ quyết định mở. Nhưng đó là một pha mà TheShy vẫn có thể rút lui về được với chiến tích lợi thế và thêm cả cú đánh chén đến từ Chris nữa. Họ có một khoảng trống ở khu đường trên để Xiaohu có thể mang lại một trụ duy nhất dành cho Weibo sau 23 phút vừa qua và họ có thể linh hoạt. Nhưng những gì họ mất tại cánh dưới bản đồ sau các Baron đầu tiên của ván thi đấu này là quá nhiều. T1 vẫn đang có Baron power play. TheShy bất lực hoàn toàn, anh ta còn đang bị chém bên trong khu vực trụ. Oner quyết định đeo bám, anh ta tóc biến suốt về thành công và đầu Wayway tiếp tục đang bị đeo bám, anh ta sử dụng tóc biến rồi sau W mất khá nhiều máu. Krip đã nuốt đến hỗ trợ rồi của mình. Oner mất cũng nhiều máu nhưng ta sẽ không nằm xuống. Chiêu cuối bung ra không tiếp điểm rồi Oner, hồi phục quá kinh. Và anh ta thậm chí không mất rất tinh thần trong tình huống mở vừa rồi và Wayway đã mất đi rất nhiều thứ. Anh ta mất đi tốc biến, anh ta mất đi cú đánh chén của Chris và anh ta cũng không còn bao nhiêu máu cả. Cơ hội Baron mở ra cho phía của T1, đường dưới rất tiếp tục cầm búa tấn công đẩy tiếp. Hợp chất của Keria được không? Xiaohu đang nhắm, Xiaohu đang canh, Xiaohu đã phát hiện thấy được đối thủ, lượng tầm nhìn đã bị phá đi và Rong thì vẫn đang được ăn đến từ các thành viên của T1, không có gì có thể cản được họ, rất một mình ăn với 3 món rưỡi. Đây là tình huống mà T1 có lẽ đang muốn đánh chậm để kiểm soát linh hồn rồng trước khi tiến tới với con barrel thứ hai. Đây sẽ là mục tiêu giúp họ kết thúc ván đấu được, khi mà nó sẽ là công cụ để giúp họ chạm vào những chiếc pha đối phương trong một đường mà tay không phải là quá dài. Và Weibo Gaming họ bắt buộc phải đánh trong pha này. Họ đang lưỡng lự khi mà Xiaohu vẫn đang quyết định xài cái dịch chuyển của mình. Không có tầm nhìn, không bỏ luôn, không dám ra, nhìn ra là chết, không dám ra luôn. Dịch chuyển luôn. Đây, đã có một con mắt để có thể an ủi để nhằm là giúp Xiaohu có thể dịch chuyển. Nhưng làm được gì đây? Dịch chuyển để tiếp tục tấn công. Xiaohu đang cần phải lùi ra. Faker sẵn sàng để phi hồ lên tiếp được mà không thành công. Không đó, không cứu Xiaohu né đất hay tập biến né từ Faker và ngược lại thì Xiaohu cũng đã giữ được anh để cứu Keria mất lưỡi. Senna Oner đang di chuyển có thể hỗ trợ xong rồi không trúng. TheShy đánh nhau với Zed và Zed vẫn đang chiến thắng với lượng máu đầy đủ của người lo sợ đã công tấn công của TheShy. TheShy đã có được sự hồi phục. Quy luật chia đã bung ra đã giữ chừng một hai thành viên chiếu cuối được bung ra. TheShy bị solo kill. TheShy bị solo kill và Oner đang lùi ra. Krip sử dụng đánh chém vào ngũ Lai và Lai sẽ phải đâm xuống sau khi cú sút của Oner được bung ra. Let's get và chưa kể đến là Wayway mép thứ tư đã phải nằm. Faker đang di chuyển vào phía cánh của bạn Xiao Hu rồi. Faker có bạn T1 Ari. Kalista và Gumayusi là người có được kết quả tốt và T1 sẽ thắng trong ván thi đấu đầu tiên trước sự phòng thủ của Wayway. Wayway không thể làm được gì hơn mặc dù anh ta đã làm quá tờ ván thi đấu đầu tiên này trong những khởi đầu của Weibo Gaming ở khâu đi đường. Khuôn mặt thất thần của TheShy với một tình huống mà anh ta bị solo kill bởi đường trên của đối phương và Bú win. Có vẻ như lựa chọn đội một ở trong ván thi đấu đầu tiên cũng không giúp cho Weibo Gaming làm được bất cứ thứ gì trước một đội hình đang đi đường quá mạnh của T1 cả. Cái pha solo kill đó đã kinh khủng tới mức độ trước cái pha solo kill đấy. Zed di chuyển vào chém TheShy liên tục và khi anh ta bước ra anh ta còn đầy cây máu. Anh ta chấp cả sát thương của trụ, chấp cả sát thương của TheShy nhưng khi anh ta bước ra còn đầy máu. Còn TheShy anh ta hơn nửa cây máu. Và khi quay ra lại đánh thêm một lần nữa, lượng máu nhiều hơn, sát thương kinh khủng hơn, trang bị nhỉnh hơn. Zeus đánh bại TheShy hoàn toàn. Và thực sự như tôi đã nói, và Gwen lại ngay lập tức kèo này vẫn là kèo thắng nha. Gwen sẽ là con bài mà Zed mang ra ở trong ván thi đấu thứ hai này, một con bài chọn sau. T1 về cơ bản mình đang thấy là win hai lên cánh rồi đó. Bên phía T1 cấm đi rồi nên là lúc này khu đường trên nếu như T1 lại thắng thì nó sẽ thắng top về mặt chất tướng rồi, chỉ cần tụi nó vận hành đúng là thắng top thắng boss rồi. Aatrox là một đấu sĩ có khả năng đối đầu với các chống chữ rất tốt nhưng Zed quyết định đánh một vị tướng cũng không thua nhiều chính là Gwen. Thì cùng xem trận này thằng Oner rất dễ đánh. Như thế này thì bên phía Weibo của mình đã tránh được khả năng thua đường rất nhiều so với ván thi đấu đầu tiên. Nhưng mà chúng ta nhìn lại thì T1 họ chủ động cấm cờ Sante. T1 được chọn sau hai đường cho T1 thắng hai đường dành cho Faker. Nhưng cái kịch bản đó là quen khi mà Sylas của Faker sẽ không hướng về cái giai đoạn là đánh nhau trực diện với mid bên phía kia. Anh ta sẽ chủ động đẩy trước và di chuyển chung với rừng của mình và sẽ có được cái thế đánh lên nửa cánh trên hoặc là tạo xuống một đường dưới. Các bạn fan đến từ cả hai đội là Weibo và T1. Chúng ta cùng nhìn sơ qua về những cái bản ngọc then chốt mà hai đội sử dụng. Và có vẻ như ở cấp độ 1 thì Wayway đã khai thác được một cái mắt đến từ bên phía của T1. Điều đó sẽ giúp cho anh ta có một kinh nghiệm nhỉnh hơn. Và ở khu đứng giữa thì Xiaohu cũng đang có một hướng khởi đầu khá thú vị. Đây là hướng khởi đầu của Showmaker với trường kiếm, với lửa Holy ở cấp độ 1 và bước chân thần tốc. Và chỉ còn thiếu kịch bản là Guma chết trước khi kích nội tại ra thôi. Tại vì bây giờ chúng ta nhìn thấy Gumayusi đã hết máu và năng lượng, anh ta bắt buộc phải biến về. Đó, mua cái boss mất rồng. Anh họ sẽ hướng nhiều hơn về cánh trên khi mà lợi thế để đường đang thuộc về Zeus. Và Oner cũng sẽ cấp độ 6 ở cái thời điểm mà sứ giả ra thì T1 hoàn toàn có thể giao tranh. Trước thềm trận đấu này thì đường dưới của Weibo Gaming không đánh Senna nhưng ngày hôm nay thì Chris mang ra hai lần Senna liên tục. Và con Senna của anh ta trong ván thi đấu thứ hai này đã tạo một tác động tốt ở khâu đi đường giúp Weibo Gaming có được khả năng kiểm soát rồng ở con rồng nguyên tố đầu tiên. Weibo đã có một con rồng nguyên tố để anh ta bắt kịp một phần nào đó về lượng kinh nghiệm so với Oner, nhưng họ sẽ cần phải cảnh giác. Con Nocturne này ở cấp độ 6 nó có thể phát động tấn công rất mạnh vào các khu vực đường của Weibo Gaming và đó sẽ là tiền đề để bên phía của T1 có thể gỡ lại lợi thế. Cấp độ 6 rất sớm để cho Oner sau 7 phút mà thôi. Có thể sẽ có tấn công khu vực đường trên. Bung hai chiêu cuối qua. TheShy mất quá nhiều máu và chiêu cuối hoàng tưởng lao thẳng vào người bị tấn công. TheShy mất tốc biến còn hai người và TheShy thậm chí là một tí nữa thì Oner cũng sẽ phải trả giá trong pha băng trụ vừa rồi. Một chút máu nhưng TheShy vẫn có thể quay ngược trở lại, hút máu rất tốt và đây là tình huống e lên đến từ TheShy và anh ta bị cắt chết bởi Zed rồi. Một pha xử lý quá đáng tiếc dành cho đường trên của Weibo Gaming. Pha xử lý đầu tiên của TheShy vô cùng tròn trĩnh. Nó thiền bản lĩnh của một top god nhưng cuối cùng thì thứ anh ta nhận lại ở pha xử lý tiếp theo là một pha sai lầm. Nao núng sau pha solo kill vừa rồi nhưng đó cũng sẽ là một điểm cộng rất lớn dành cho top lane của T1. TheShy đi phép bột trợ tốc biến và còn thua một mạng nữa, tốc biến là bắt tay không thành công. TheShy không có tốc biến nha, bắt tay thành công, bắt tay cố gắng bỏ chạy, bắt tay giật ngược trở lại thì... có xin sai Raven nhưng đó lại đây Raven Gumayusi, anh ta nổ hết nội tại rồi, anh ta xả hết nội tại và anh ta có quá nhiều tiền với cái bàn vừa rồi. TheShy đã có một thứ không có tốc biến, đổi đường và sau đó nằm xuống rất đường trên, liệu rằng có cân tim được hay không. Tấn công thẳng vào người của Zed, tốc biến giữ chân lại và chiêu cuối đến từ Maokai. Zed bị vây bởi ba người, anh ta vẫn đang cố gắng quậy. Đó là hắc ám soi đòi. Zed vẫn đang thôi thóp với 100 máu. Faker có mặt với chiêu cuối của Maokai. Nhưng đây là 4 đánh 1 và Zed bị nghĩ anh ta đang tìm đường để tự sát và tránh cho Lai có được cái màn hạ gục này. Và Lai liệu rằng có màn hạ gục hay không đây, anh ta cố gắng quy lên màn hạ gục không có dành cho Weibo Gaming. Tự sát thành công bởi Zed, một pha xử lý cực kỳ điên rồ. Và khu vực đường giữa Q2 trúng và có một cú Q3, nhưng đó là cú hoảng sợ đến từ Oner để lùi về. Và từ nãy tới giờ thì TheShy luôn luôn chịu những khó khăn, nhưng cuối cùng thì Weibo của mình họ hướng xuống cánh dưới và khai thác mục tiêu lớn thứ 3 của ván thi đấu này, đó chính là cộng đồng 2. Faker đã có một nhịp di chuyển về hơi trễ nhưng anh ta vẫn kịp thực chuyển trở lại với cú phi hồ để đánh nhau 4 đánh 4 ở khu cánh dưới này. Quyền lực thiên nhiên được tung ra và hợp chất điên loạn có giữ chân được ai không đây? Wayway, anh ta thoát đi ở cái rìa cuối cùng và nỗ lực phản công nó T1. Họ không lấy sự giật rồng nhưng họ muốn tấn công người đã bị phá sản hoàn toàn sau một pha dịch chuyển trễ đến từ Faker. Đường trên thì sao rất có đi bật tốc hành liên tục là xe chỉ lung kim và cắt thẳng vào người của TheShy. TheShy vẫn đang né và đánh thương thì làm sao mà né. TheShy mất đi rất nhiều cái lượng sinh lực của mình. Mặc dù là Guma đang farm thua thì cái mạng mà anh ta có được với tình huống kích hoạt nội tại nó vẫn mang lại cho anh ta một lực kinh tế rất đáng kể. Chỉ là con súng giả này thì T1 có lẽ sẽ hơi khó để có thể giao tranh khi mà Oner đang không có hoàng tử. Rất có dịch chuyển và liệu rằng họ có muốn dịch chuyển đánh không? Họ dịch chuyển đánh rồi. Có 2 dịch chuyển từ cả hai đội và sứ giả dành cho phía của Weibo. Hợp chất viên loại được tung ra, nó dính một người đó chính là Lai. Rất lao vào Faker thả chiêu cuối viên lực thiên nhiên ở cánh kia, Xiaohu bị đánh và lao vào tấn công thắng của TheShy. TheShy nằm ngay lập tức, không mất tốc biến từ Wayway, nó phải lùi về. Bên phía của T1 họ khai thác được một mạng hạ gục nhưng bên phía Weibo họ lấy được mắt sứ giả tương tự vừa rồi. Một con sứ giả trả lại một mạng dành cho bên phía của T1 đến từ bên phía Weibo Gaming và đó là một tình huống mà TheShy lên nhạc quá rồi. Anh ta nằm xuống quá nhanh đi, không 3k đây hiện tại là chốc sát lực. Bên phía Weibo thiếu gì? Weibo thiếu 2 chiêu cuối chưa có phi hồ đúng không? Không đồng này một tí nào cả. Đang tập trung người, TheShy di chuyển xuống. Weibo là người đi đầu. Zeus, anh ta đang là một người bọc cánh và rất khó chịu. Liệu rằng TheShy có đủ sức để cản Zeus hay không? Rồng đang được tấn công bởi bên phía của T1. Gumayusi vừa né, chiêu cuối mở đến từ Faker và có Oner, hợp chất liên lạc quá đẹp và Lai đi ngay lập tức. Wayway cũng đang thấm bóng double kill dành cho Oner. Oner trở về dạng cứu cảnh, anh ta bị bổ chết bởi TheShy cùng với Xiaohu, nhưng TheShy cũng bị vây và TheShy đã nằm xuống dưới hồng súng của Gumayusi. 4 màn hạ gục dành cho bên phía của T1 và con rồng đang chờ đón trước mặt. Một pha giao tranh mà góc độ tiếp cận của Faker và rất là quá khó chịu trong pha vừa rồi. Hãy nhìn cái cách mà hai đường đơn của T1 kẹp vào ở hai hướng khác nhau và TheShy người được cắt tử ra để cản Zeus. Anh ta cũng không thể chịu nổi nhiệt. Và hợp chất liên loạn của Keria thảy thẳng vào đường đối phương. Faker kẹp bên phía cánh phải, Zeus kẹp bên phía cánh trái. Nhưng góc độ tiếp cận giao tranh là quá khó chịu của T1 và Weibo Gaming đã nằm số tổng cộng 4 người. Hai đường đơn đến từ T1 họ vào những cái góc vô cùng khó chịu. Nhưng họ không hề đơn độc khi vẫn còn đó là một Nocturne. Và Oner, anh ta lao vào chung với cái phi hồ của Faker, tấn công thẳng vào người Weibo nãy mà ông Ari không thể lên bot bị thua và sau đó không còn ai bảo kê. Nó kích nội tại Kalista như cá nằm trên TheShy chết 3 mạng với những lượt phi hồ liên tục của mình thì anh ta vẫn tiếp cận và hạ gục thành công được Chris. Hỗ trợ của Weibo Gaming đã không còn gì để có thể rút lui cả và những nỗ lực đến từ TheShy trong việc gỡ mạng cho Weibo Gaming cũng đã đặt anh ta vào một vị trí xấu. Ở một cái thời điểm mà Gumayusi so với cái lần đầu tiên là 100 chỉ số lính cách biệt. Lần đầu tiên ta xả được là 60 và lần này là 100. Quy lực thiên nhiên tung ra, chiêu cuối đến từ Faker để tung ra có thể bảo kê. Người bị tấn công đó chính là Oner nhưng hợp chất điên loạn được thả ngược lại, lốc xoáy tử vong được tung ra. Xiaohu vẫn còn một lực phi hồ. Nhắm tới ai đây? Keria là mục tiêu khả dĩ và hung gió hết luôn. Ngược tới từ Keria. Và cuối cùng thì Krip nằm xuống. Oner lao vào mở giao tranh. Double kill dành cho Oner. Xiaohu là người đi tiếp theo. Oner vẫn còn 61 chấm máu. Khả năng ra vào giao tranh của T1 là quá khủng khiếp trong giao tranh vừa rồi. Tôi không thể tin được là họ có thể ra vào giao tranh với chỉ 100 máu và đi ra bằng những lớp giáp khi nào. Cái hướng ra rồng đến từ Weibo là hầu như là một con số 0. Họ đang cầm một con Senna kiếm âm u, nhưng mà họ mới là người đang phải chịu cái số phận âm u ở cái hướng rồng này. Và mặc dù rồng gió không phải là một con rồng ngon, nhưng nếu như đội hình này của T1 mà có được linh hồn rồng gió với 4 rồng gió thì không biết là tốc độ di chuyển của họ sẽ là như thế nào nữa. TheShy có định đánh chặn nhưng anh ta bắt buộc phải rút lui. Faker đã nhấn cú dịch chuyển ra thẳng khu vực hai Baron. Họ đang muốn ép Baron với lượng sát thương theo thời gian tới từ Gwen và Raven. Các bạn chúng ta nhìn thấy Oner 2 món trang bị sát thương vật lý. Ngược lại, Gumayusi cũng đang có 2 lượng sát thương vật lý. Và đây là một cái súng hải tặc rất khó, tấn công thẳng vào người của TheShy. Mất đi chiêu cuối, tiếp tục truy đuổi hắc ám soi đội, nó không có quá nhiều ý nghĩa. Và đó là màn hạ gục dành cho Zeus. Đây là sự mạo hiểm của việc lên một con Aatrox sát lực ở một đường cánh. Trong đội hình đối phương có một đội hình 1-3-1 khỏe với một con Nocturne. 3 khói tầm tới từ Gumayusi. Huyết kiếm ở món trang bị thứ 3. Oner đã có pha face check. Oner, anh ta dính một tình huống hôn gió nhưng không có bất kỳ mối đe dọa nào cả. Oner sẽ lùi về thành công khi mà cái lượng tầm nhìn ở đây là bằng con số 0. Baron. Baron được kích hoạt hay chưa? Đã được kích hoạt. Wayway di chuyển ra. Rất nhiều mắt tím để có thể phát hiện lượng tầm nhìn. Faker là người ngăn cản. Chiêu cuối quyền lực thiên nhiên được bung ra. Faker cướp ngược trở lại, đó là hoang tưởng. Không có góc để cướp Baron. Quyền lực thiên nhiên được tung trở lại và TheShy là người bị dính chiêu. Đó chính là Zed liên tục lao vào với xe chỉ đu kim. Anh ta cắt hết đội hình. Wayway mất tung biên để chạy. TheShy đang cố gắng bổ và anh ta bổ xong thì anh ta cũng chạy nốt. Faker phía kia đang bấm đồng hồ. Anh ta sẽ có sự hỗ trợ Keria để lùi về với tốc biến. Lai chưa hại của Lai cả. Còn Gumayusi vẫn còn chiêu cuối. Anh ta vẫn đang canh góc và chờ xem thử là Gumayusi sẽ tung chiêu cuối vào đâu đây. Một pha giao tranh mà rõ ràng T1 là những người có lợi thế nhiều hơn về mặt tầm nhìn, và họ đã có một pha xử lý Baron vô cùng xuất sắc. Wayway và Xiaohu có lẽ sẽ không có đủ sát thương để đe dọa một con Gwen đã 3 trang bị lớn của Zeus. Và đây là con Baron đang rút cho phía T1, có nhịp đẩy ở cả 3 khu vực đường. Faker về nhà đóng đồng hồ Casonia, món trang bị thứ 3. Tất cả các thành viên chủ lực của họ đều đã có 3 trang bị, trừ Oner. Có lẽ Oner có đồng hồ để có thể băng vào giao tranh nếu như họ có định băng trụ. Cái trụ hai khu vực đang tỏ ra khá yếu ớt. Khoan tưởng được tung ra tấn công thẳng người Wayway. Đây là một bao cái không còn tốc biến và Senna đi ngay lập tức. Wayway đi luôn. Double kill dành cho Zed. Hợp chất liên loạn được tung ra, nó dính 2 người và Lai triple kill dành cho Zed. God of Thunder, và đây là một ván thi đấu mà rất cho thấy sự mạnh mẽ của mình với con Gwen. Cản thẳng vào giữa đường đối phương, cắt toàn bộ đường Weibo Gaming lên bảng điểm số, chỉ còn một mình sau mà thôi. Người ta gọi TheShy là top God, nhưng họ quên rằng Zeus là vua của các vị thần ở đỉnh Olympus, và anh ta lên tiếng chống dạc ở ván thi đấu thứ 2. 2-0 dành cho T1. 2-0 dành cho T1, và bất chấp những sự thay đổi đến từ cấm và chọn, T1 vẫn có thể xử lý được. Weibo Gaming lại một lần nữa đặt TheShy vào thế khó khi lựa chọn bên phía đội 1. Và sau đó là một con Gwen. Anh ta đánh Aatrox, solo kill Gwen. Anh ta đánh Gwen, thắng đường Aatrox. Con Kennen bước sai một bước thôi. Bởi vì như tôi đã nói, Akali cùng với một bước sai bước là solo kill liền. Có thể hình thành vào 2 hướng kẹp khác nhau để cùng với cái cánh mở của Racan hình thành cái mũi nhọn ở 3 hướng khác nhau vào Varus. Và nó còn chưa kể đó là mức độ cơ động, nên T1 cũng sẽ là một trong những cái bài toán khó dành cho các thành viên Weibo Gaming. Họ đang gặp một vấn đề, đó là kể cả cho dù bạn là một Kennen đi chăng nữa, nhưng nếu như Kennen không có em thì cái mức độ cơ động đến từ đội hình này của Weibo Gaming cũng giảm đi khá là nhiều đấy chứ. Một Kennen đã không có được khả năng lướt, một Varus cũng tương tự như vậy. Bạn bắt buộc phải dựa trên những gì đồng đội hỗ trợ để có thể nhằm mục đích là tạo được cái lượng sát thương ở tuyến sâu trong những tình huống đánh nhau. Và Kennen trong ván thi đấu của TheShy, tôi cảm giác anh ta sẽ làm nền nhiều hơn tí xíu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ván thi đấu thứ 3, cuộc chạm trán Weibo Gaming và đối thủ của họ T1. Tỷ số đang là 2-0 và cách biệt đến từ chiếc cúp của T1 chỉ là một ván. Hay Weibo Gaming sẽ đưa cặp trận đấu chung kết này đến ván thi đấu thứ 4. Bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt ở tại Gocheok Garden, và tôi tin rằng ở tại các buổi viên party tại Việt Nam thì không khí cũng sẽ không hề kém cạnh. Tôi không biết là hiện tại các bạn khán giả đến từ Hà Nội và Sài Gòn có thể tiếp tục có những tràng pháo tay của bản thân mình để tiếp tục cổ vũ cho đội tôi yêu, đúng không nào? T1 và Weibo Gaming, ván thi đấu thứ 3, ván thi đấu sẽ quyết định số phận của cả hai đội. Cơ hội cuối cùng của Weibo Gaming, còn đây sẽ là cơ hội vô cùng sáng của T1 để có thể nâng được chiếc cúp vô địch lần thứ 4. Tức là trong giai đoạn hiện tại phía của T1 họ đang nắm giữ đầy đủ những thông tin để mắt nhìn xa dữ sẽ muốn tạo bất ngờ đâu và làm gì, còn trong khi đó đường trên dưới tôi nói đẩy cao, hệ quả để lại sẽ rất cao. TheShy mất, TheShy mất tốc độ rồi, đi 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 đi, giữ chân lại W của Zed và chờ đợi sẵn Oner đang di chuyển tới để có thể tiếp cận. Đã hộ thể, đã sử dụng dư chấn của mình. TheShy vẫn đang tiếp tục đi bám. Đây đúng là TheShy rồi. Chiến công đầu trên cho Lee Sin của Oner. Rừng mình ở cánh dưới. Tạo đến từ Oner khi mà anh ta ăn từ khu vãi chim. Rừng ở cánh dưới để cao. Nhưng cái khép lại ở vòng thực đầu tiên của Oner lại là cánh trên và TheShy đã không tính được điều đó. Nhưng pha canh vừa rồi thì anh ta đã có tổ chức rồi nhưng không cắm được. Đó chính cộng đầu dành cho Oner mà anh ta không bắt tốc biến. Chứ bốc là đang có Xiaohu đang chống với thác ra. Và anh ta đang lên đất. Hứa đem tên T1 và M sẽ thu xoài 10.000 đồng cộng 1.000 đồng sau Oner. Hay! Hay! Cố lên! Đừng nằm ngửa! Nhưng ở nửa cánh trên ủa tiếng nó có khớp không anh em? Không còn tốc biến nữa. Chứng tỏ là anh ta thôi bây giờ nha. Mình mở đi, mình không quan tâm nữa bây giờ vọng thì mình phải chấp nhận thôi. Tại vì bây giờ mình cũng không biết làm gì cái setting ở đây nó như vậy. Nó như nào mình cũng không thể nào thay đổi được cho nên là mình nói thật là mình để vậy thôi chứ mình không chỉnh được gì hết nha anh em. Khá nhanh tay tới từ Xiaohu trước một pha tốc biến rất điểm đến từ Oner và Chris bắt đầu thể hiện sự khó chịu của một con bà hỗ trợ ở khu vực đường dưới. Đặc biệt là khi xạ thủ của anh ta đã có lợi thế. Mình chịu rồi, mình không làm được gì hết. Chuyển dành cho Chris sẽ là rất nhiều và anh ta vừa rồi ghé lên khu vực đường trên. Có định tấn công Zeus. TheShy còn tốc biến rất thì không. Zeus có thể sẽ phải nằm xuống. Krip đang chờ đợi. Nó thật là bây giờ các bạn coi được là các bạn coi chứ mình cũng không làm gì gì. Thật sự chuẩn chỉ. TheShy vẫn đang nhắm nhưng vẫn chưa lên được cấp độ 6. Một cú bộ đến từ Zeus và anh ta kích hoạt được cái thiên thạch. Wayway cũng đang di chuyển lên đây để có thể hỗ trợ hành trình khi vừa phải chờ đợi sẵn và con xe vẫn còn đang mà. Của Zeus có quá thâm và không nên bật chiêu cuối lên. Wayway đang di chuyển chờ đợi thì đang vẫn đang tiếp tục khiến cho Zeus gặp nhiều khó khăn và sai chiến thành công kỹ năng được bật lên Wayway và mẹ hãng cũng tranh cho Wayway 2-1 cho Evo Gaming. Oner đã muốn ganh. Xuống để không đây, TheShy đã mất đi cái kỹ năng E của mình ta đang bị đeo bóng một sút về từ rất hay. TheShy không bị dính bổ một và TheShy vẫn thoát được. Wayway đang di chuyển lên, anh ta chờ đợi để có thể buông ra kỹ năng của mình. Khe nứt gì giữa để giành sẵn. Wayway vẫn đang di chuyển vào, anh ta chờ đợi rồi, anh ta hất tung được thủ lên. Krip đang di chuyển vào, Oner phải nằm xuống và thôi. Krip lượt các bạn cùng Keria đang di chuyển cùng với đồng đội của mình. Wayway bóc được một thành viên và ngay lập tức 3-1 cho Wayway. Cứ bên dưới cảm giác là một vài khó khăn nhẹ cho Lai nhưng mà Lai vẫn kịp thở được. Faker đang di chuyển có thể hỗ trợ đội của mình. Faker găm kỹ năng E vào người Krip và Krip đang cần phải lùi ra một tí xíu. Chắc chắn sẽ giành cái đứt cho Weibo Gaming. Một pha mà Keria đã có cho mình cấp độ 6 với bộ phát tần tốc nhưng liệu rằng anh ta sẽ làm được gì trong tình huống mà đối phương đang có nhỉnh người hơn, rất không có dịch chuyển và anh ta vẫn đang phải trụ lại không được trên để farm. Còn Oner thì vừa mất tốc biến vừa mất mạng ở khu vực đường trên sau, không có cách nào để siêu ăn cạnh tranh sứ giả với Weibo Gaming cả. Weibo Gaming có màng của Oner và có luôn con sứ giả này. Đây là một ván thi đấu mà Chris đang tác động tới bàn đấu cực kỳ tốt. Còn khu vực đường dưới Gumayusi có định solo cùng với Lai. Lai gồng kỹ năng Weibo không đủ sát thương và Gumayusi cũng đang cầm lùi ra một tí xíu. Rút long về không đủ để có thể dứt điểm được Lai. Một trong số những vị tướng tận dụng sứ giả tốt nhất trong Liên minh huyền thoại đó chính là Belvet với những con lính nhỏ của mình và vừa rồi họ đã có một nhịp đẩy trước tại khu đường giữa di chuyển ra. Không tốc biến Oner. Hất tung lên và đây Keria làm một tấn công. Oner đang cố gắng đè bóng và quay nó mất từ đó chỉ mỗi tình với một cú sút và ngay lập tức Faker làm một tấn công và ta cắt được cái này. Quay ta đang bị biểu đá vô cùng gây gắt sát và kỳ theo quay chiếm chết quay. TheShy đã phải bỏ chạy. Anh ta còn bỏ sấm sét nhưng đây là quá nhiều không tốc biến trúng đó là kỹ năng W. TheShy vẫn tiếp để có thể bỏ chạy một cái này của mình nhưng Gumayusi đã tới. TheShy bật vào sút của mình lên trên tàu hỏa của mình. Và chưa dừng lại đó Faker tới được Krip. Đang đeo bám, anh ta sử dụng cái đều cho T1 và vừa có một pha tranh thắng ở tư thế thua cả nghìn tiền. Rất tiếc dành cho Weibo Gaming, họ liên tục có đây là cú dịch chuyển để trở lại đến từ Xiaohu nhưng anh ta không còn phân chia thiên hạ. Anh ta sẽ làm gì đây? Đã cầm vương miện trên tay, rồng vẫn đây đang Faker đang đeo bám. Xiaohu đã bị vỡ vương miện rồi. Krip đang cố gắng bỏ chạy ra để bắn lên lùi người Keria. Xiaohu đã mất đi cái cắt lùi đến Krip. Faker đang cố gắng đeo bám vào và Krip đang mất rồi đó gì máu. Xiaohu đang điều những con lính, anh ta đang chạy ra phía trên nhưng không còn kỹ năng nghe. Số ông đã trúng, chờ đợi bay vào đá, không có rút long khi mà đã rút long trước đó rồi. Krip vẫn đang đeo bám, sử dụng hành trình kỳ diệu. Xiaohu sẽ không bị T1 vẫn là lợi thế. Xiaohu vừa mới bị vỡ vương miện xong, anh ta mới bị vỡ vương miện, sát thương dồn là vô cùng nhiều. Zeus đã bị phát hiện, Lai đang đứng che, Lai còn sợi xích. TheShy vẫn còn bọn tôi đã dậy sẵn sàng cho tấn công. Rồng vẫn đang được ăn, Krip bị dính sóng mầm và Zeus bên phải vẫn đang chờ đợi. Phía bên trên thì rõ ràng Keria cũng đang muốn bỏ, ta làm nó không được. Hai thành viên bay vào đó đó là chỉ cuối để có thể hỗ trợ bỏ sắp chắc tôi đó là bóp. Zeus bên này đang có thành công. TheShy mất quá nhiều máu. Faker đang bỏ vào, ta sử dụng phi tiêu của mình tới đúng thành viên của đối thủ. Xiaohu mất quá nhiều máu. Faker chờ đợi tội đây các bạn. Anh ta đã câu kéo tới 3-4 thành viên. Faker đấy là khi đứng dậy đấy, anh ta cầm một hit anh thương. Faker vẫn còn đây mà hàng gục không. Faker phải làm xuống nhân cách cũng kịp trước để tới một thành viên. 7-5 cho T1. Và đây là cách mà T1 dùng đội hình này để giao tranh với Weibo Gaming với 3 hướng kẹp khác nhau. Họ kẹp Weibo Gaming tứ hướng và tứ bề tọa địch khiến cho Weibo Gaming không thể nào xử lý giao tranh nổi. Keria một cánh, Faker một cánh, Zed một cánh, quá khó cho Weibo Gaming. quá kinh khủng đến T1. Và Lai hãy nhìn kìa, anh ta nỗ lực với những mũi tên cuối cùng của mình nhưng anh ta không thể nào bắn được vào trọng tâm. Nơi mà T1 đang có được những lợi thế đó là con rồng. Hãy nhìn ba hướng kẹp vào đến từ phía của T1 và phát thiên mạch này quá bóp. Bóp chiều cuối cannon trầm trọng đến từ vị trí của Chris. Và gần như TheShy không có một tác dụng nào cả trong pha tranh này. Và để rồi sát thủ của Akali trong tay Faker đã thể hiện khả năng phép bảng của mình quá tốt. Anh ta đột kích vào giữa đường đối phương và vẫn có cho mình cú triple kill trước khi lên bảng. Thật sự tia chớp vàng của T1 vẫn đang mang lại một lợi thế vô cùng lớn. Và Oner đã di chuyển vào để hỗ trợ đồng đội của mình. Một cú sút quá đẹp, một cú sút quá đẹp. Và Faker anh ta ôm bao mạng hạ gục trước khi anh ta nằm xuống. Còn gì tuyệt vời hơn, hãy nhìn, anh không ăn mừng. Anh không ăn mừng trong tình huống vừa rồi. Weibo Gaming, những nỗ lực trước đó của họ bây giờ đang tan thành mây khói khi mà hai nguồn sát thương phép của họ đều đang thọt. Faker lại một đang muốn múa. TheShy sẽ làm gì đây? TheShy đã bị đè bám, cầm kỹ năng nghe khá thành công. Faker chờ đợi sẽ chừng hảo đầu thứ hai, anh ta chờ đợi được tỷ trên điểm tử nhưng mà không thành công rồi. Đó là trừng phạt mang lại bạn cũng chơi Oner. Faker lùa về được. Thiên mệnh không biết công đẹp tâm khiến mà ta đang bị mê hoặc. Anh ta bị chém liên tục đến Zed và ta nằm xuống dưới tay của Zed. Quay làm gì đây? Đang bỏ chạy tốc lên bộ ba, double kill cho Zed. Cho T1. T1 đang nhảy múa, T1 đang thăng hoa ở trong ngày thi đấu hôm nay và họ sẽ có con Baron đầu tiên của màn thi đấu này. 5 phút nữa để phá kỷ lục. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, họ đang thi đấu một phong cách vô cùng tự tin và đây là tiếng Lai. Lai đang nỗ lực ăn chú nhưng Faker nói không. Lai nên suy nghĩ rất kỹ, sử dụng sợi xích đang đề bám. Faker vẫn đang cố gắng nhảy múa, anh ta đang sử dụng phi tiêu của mình. Lai đang nhắm kỹ năng quyền vẫn có thể lấy được máu của Faker nhưng không làm gì được thêm cả. Điểm sáng le lói duy nhất của Weibo Gaming lúc này đang là Lai. Thất tùng được, thất tùng thành viên Oner bay vào sóng năm đã có gió đang di chuyển vòng tốc độ tương đối là nhanh. Xiaohu đang bị bắt lại trong trên hạ để hai thành viên Krip đang dính cái nấm lên và ta ngay lập tức nằm xuống. Wayway đã dính bộ hai và đó là sóng năm mang cho Oner mà hạ gục. Lai bắn, anh ta bắn tới tháng sau thì lúc đó Zed chưa chắc nằm xuống. Xiaohu đang bị vòng vây yêu thương cho Faker cũng như là Keria đang bị đè bám, đang bị tấn công và đó là hoàn hảo dành cho Faker và Lai đang nỗ lực cho Zed không được rồi. Như tôi đã nói, tháng sau và phát cái lục luôn. Game nhạc như dự đoán. Quá mạnh mẽ trong ngày thi đấu hôm nay ở cả ba ván thi đấu, mặc dù có những biến số bất lợi ở khâu đi đường dẫn tới tình huống anh ta bị nằm xuống trong khoảng thời gian ban đầu, nhưng hãy nhìn cái cách mà anh ta trở lại với 614KD và shutdown 1000 tiền. Khả năng mở đến từ Keria, mặc dù đây là tình huống chủ động tấn công đến từ Weibo Gaming nhưng họ không có sát thương và pha phản công của T1 khiến cho Weibo Gaming gục ngã cả năm thành viên. Xiaohu có vương miện nhưng Faker nói tháo vương miện xuống đi. Đúng là như vậy. Đưa lại nó cho Faker hộ cái. Và đây là một kèo thi đấu mà tôi cảm giác không thể nào cân khu vực đường trên rồi. Chồn sấm không thể nào đánh thắng được thần sấm rồi. Một ván thi đấu quá áp đảo đến từ Zeus. Và tôi cứ ngỡ là Zeus pha này đã nằm nhưng không, anh ta vẫn quá khỏe. Tôi đã tính nói Lai đang là điểm sáng duy nhất vì trước đó anh ta cũng có hai trang bị họ bắt Zed. Lại bắt Zed tổ ba được 2-3 thành viên, W được một thành viên, đó là thiên mệnh khả biến được ta hỗ trợ. Zed đang bị đeo bám để bị dính phương chia thiên hạ. Zed vẫn đang tất cả khỏe, ta vẫn đang cố gắng bổ 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 hai vẫn đang không có sống được. Phía bên này của Gumayusi vẫn đang được qua tới 92 thành viên sẽ chia ngạo đến một kill dành cho Akali. Wayway đã bị tấn công đến từ hai thành viên của T1, phía bên trái Krip nằm xuống. Wayway sẽ bắt lại đấu rồi. Dịch chuyển endgame được của T1. Wayway đang phải bỏ chạy và T1 họ sẽ là nhà vô địch. Chắc chắn là như vậy rồi. Họ đang đẩy thẳng vào để lên ngôi vô địch chung kết thế giới. Có ấy mà trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên sẽ phải nổ và trụ bảo vệ nhà chính thứ hai sẽ phải nổ. Giờ là lúc chúng ta sẽ nói gì? Siêu 3-0 dành cho T1 và còn gì tuyệt vời hơn nữa. Một chiến thắng 3-0 trắng, một chiến thắng thuyết phục, một chiến thắng áp đảo, một chiến thắng của huyền thoại, một chiến thắng của lịch sử của Faker và T1. Một phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ trong nhiều năm qua. Và fan T1 trên cả thế giới đã trông chờ khoảnh khắc này tới 7 năm rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. 10 năm trước Faker lên ngôi vô địch và 10 năm sau anh ta lại nhắc cho cả thế giới biết rằng huyền thoại sống đường giữa là ai. Quỷ vực Faker đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Họ hủy diệt Weibo Gaming với tỷ số 3-0 và lên ngôi vô địch. Xuất sắc. Weibo Gaming đã có những sự sáng tạo trong cắm và chọn, nhưng thật sự T1 ngày hôm nay tay họ quá to. Bằng một cách nào đó Zed đã sống trong tình huống giao tranh cuối cùng vừa rồi vô cùng khủng khiếp. Họ thực sự đã có một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn trong ngày thi đấu hôm nay. Lần thứ hai liên tục bước ra vào chung kết và lần này họ đã không để lỡ nó. Và đây là một kỳ chung kết thế giới rất tuyệt vời đến T1, tại vì chúng ta nên nhớ, trước mỗi đối thủ tại vòng Thụy Sĩ, đối thủ nào thì các fan T1 cũng lo lắng cả. Họ đụng độ với BLG, rồi là GNG, rồi là Jing Dong Gaming. Họ trải qua vô vàng những khó khăn để đến với trận đấu cuối cùng. Đẳng cấp của nhà vô địch lên tiếng trước những khó khăn đó.